Chị nào đang kiếm một miếng đất khoảng 5 sào gần 6 sào để tới đây mình làm một cái nhà xưởng, một cái kho xưởng sản xuất nằm trên mặt đường tuyến số 3 như này, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất khá phù hợp cho anh chị tới đây để mình đặt một cái kho xưởng hoặc một cái nhà máy sản xuất ở trên mặt tuyến số 3 này anh chị nhé. Là cái miếng đất này. Miếng đất này thì có diện tích là gần 6 sào anh chị nhé. 5.915 m2. Bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đây này. Bắt đầu từ cái cọc này. Ra ngoài này là 10 mét. 10 mét đi nở hậu vào bên trong, nở hậu ra gần 6 sào anh chị ha. 5.915 m2. Ngoài kia. Đấy, đây là cái nóc nhà văn hóa ấp Đồng Trác này, ở ngoài kia là đường liên huyện. Cái đường liên huyện nó làm tới gần cái đầu nhà này đấy. Cái nhà này là của tuyến số 3 luôn anh chị nhá. Đó. Đây, người ta chưa giải phóng hết đâu. Đó, anh chị ha. Một lần nữa mình chia sẻ lại nhá. Mình đang đứng ở đây là tuyến số 3 ấp Đồng Trác, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, và chỉ cách cái ngã tư tuyến số 3 giao nhau với đường liên huyện đó là đâu đó từ đây ra đó khoảng chừng 60 mét anh chị ha. Nghĩa là từ cái mép đất này của cái miếng 569 này đó, ra đến cái ngã tư đường liên huyện đó sau này á thì nó chỉ rơi vào khoảng 60 mét, khá là gần, rất là phù hợp cho anh chị nào cần mua dưới 1 hecta, từ 5 sào, 5 sào dưới 1 hecta và khoảng cỡ 5 sào thì cái miếng này rất là phù hợp anh chị nhé, để làm kho làm xưởng này. Còn đi thẳng vào đây là vào khu nghiệp tập trung và tạo lực sau này anh chị nhé. Đó, mình chia sẻ như vậy. Còn bây giờ mình chạy một vòng cho anh chị xem anh chị ha. Hôm nay điện ba pha người ta đi tuyến kia rồi kìa anh chị nhá. Đó. Năm 5.915 m2, 10 mét mặt đường tuyến số 3 đi vào bên trong là hậu ra đất khá là vuông vức, phù hợp làm kho làm xưởng nhà máy sản xuất nhá, trên mặt tuyến số 3 anh chị ha. Đó, rất là đẹp. Cách ngã tư đường liên huyện giao nhau với tuyến số 3 này đây, từ đường liên huyện sau này tới tận đây này. Đó, nó tới đây này anh chị này. Đó, người ta để ngõ sẵn rồi này. Đó, nó tới đây này. Đó, tới khúc này. Đấy, thì từ đây vào cái đất đó khoảng 60 mét anh chị. Đó, khoảng 60 mét anh chị nhé. Bây giờ mình đi sang bên kia, tuyến số 3 thì sắp thông rồi đấy. Đó. Đấy, đi theo cái chị này này là đường liên huyện nhé. Đó. Bên này đường của đường liên huyện anh chị nhá. Ở bên này người ta đi đèn đường hết rồi này. Đèn đường ở điện ba pha này, đây là điện ba pha này anh chị này. Đó, điện ba pha đi đến đây rồi này anh chị này. Ở đây có một con đường nữa này anh chị ơi. Đây này, người ta đi mốc này. Đây, điện ba pha này, ở đây có con đường nữa này. Anh chị nhìn thấy những cái mốc không? Đó. Mình nghĩ là đường này đường liên huyện đấy anh chị. Đường liên huyện giao nhau với đường tuyến số 3 đấy. Ngoài kia cũng có một con đường liên huyện rồi. Ngoài kia là đường liên huyện hiện hữu. Còn đây là đường, cho mình nghĩ là cái mốc này là mốc, một con mốc của đường liên huyện quy hoạch đấy. Đó, người ta cắm mốc rồi này anh chị ha. Đường ngoài kia thì đường người ta đi lâu đời rồi, còn đường này đường mới này, cắm mốc hết rồi kìa. Ồ. Bên này người ta lát vỉa hè đấy anh chị nhá. Tới đây thì Đồng Phú của chúng ta rất là nhiều đường. Đó, rất là nhiều đường anh chị ha. Chúng tôi đi làm đất như này nhiều khi mình cũng không thể kiểm soát, không thể biết hết được các con đường mà nhà nước sau này người ta làm đâu anh chị ha. Đây, đây rõ ràng là một con đường này anh chị này. Đó, anh chị ha. Đó. Đó. Này, đèn đường này, điện ba pha này. Đấy, thì cái miếng 5 sào 9 đó là rất là phù hợp cho anh chị sau này làm nhà xưởng nhá. Mình tấp vào đây cơ. Tấp vào đây xem là cái, để tí mình mở bản đồ kêu hành xem cái đường này đường gì. Đấy, người ta chôn hết cọc rồi này. À, tôi chôn hết cọc anh chị này. Đó, bên đấy. Bên đấy một cọc này. Đó, bên đấy một cọc nhá. Đó, bên này một cọc nữa này. Đó. Anh chị này. Đó. Đường này cũng không lớn lắm đâu. Đường này cũng vừa thôi. Đường nhỏ đây. Đường khoảng 18 mét này. Đó, đường 18 mét. Nhưng cái đường huyền huyền huyện ngoài đó đó là đường 29 mét. Đó, đường này đường khoảng 18 mét thôi. Mình nghĩ là con đường này là con đường đấu nối từ tuyến số 3 sang tuyến số 4 anh chị ha. Đấu nối đây, đây là tuyến số 3 này. Cứ đi dọc theo đây, thẳng tắp một đường một là sang tuyến số 4 anh chị. Đó, mình nghĩ là vậy. Đó, người ta cũng làm những con đường xưng cá để nối những cái tuyến đại lộ lớn với nhau anh chị ha.
Rồi một lần nữa mình chia sẻ lại nhé. Cái miếng đất ở bên đó, bên ngã tư đó là 569 anh chị ha. Giá bán của người ta thì 5,5 tỷ, 5 tỷ rưỡi anh chị nhé. 5 tỷ rưỡi ha. Miếng đất ấy thì có 10 mét mặt đường tuyến số 3 này, phù hợp cho anh chị nào làm kho, làm xưởng, nhằm nhà máy sản xuất sau này. Trên mặt tuyến số 3 anh chị nhé. Tuyến số 3 là chuẩn bị thông đấy. Nó có hai cây cầu, hai cây cầu xây xong là với đầu tuyến là người ta cắt cây, người ta đi xong là thông cái tuyến số 3 đấy anh chị nhé. Đấy, tuyến số 3 là sẽ là tuyến thông đầu tiên đấy anh chị ha. Thì anh chị nào quan tâm đến cái 569 nó thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.